Trận đấu trường thứ 5 là một trận đấu giữa hai tay vợt Lê Quý Dương và Lê Quốc Nghi. Hai bên sẽ thi đấu đồng banh 7 đánh 7 thắng 4. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Xét từ tỷ số như là 19, số lớn là 3-0. Nghi về Nghi. Mới đâu? Ôi trà, leo lưới. Hai quả leo lưới trong xe này. Lại bồn. Ngày tỷ số kết thúc trận đấu là 4-0 nghiêng về cho Quốc.